Sáng 2 tháng 9, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo với các địa phương về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong ngày 1 tháng 9, Đồng Nai ghi nhận thêm 822 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca F0 của tỉnh lên hơn 25.400, trong đó gần 14.500 ca đang được điều trị. Ngành y tế đặc biệt lo ngại tình hình dịch tại huyện Nhân Trạch khi số ca mắc có xu hướng tăng cao. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện một ổ dịch tại trại giam B5 thuộc phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Hiện đã ghi nhận 21 phạm nhân dương tính. Trong ngày, có một ca F0 được ghi nhận tại doanh nghiệp 3 tại chỗ là nhà máy sữa Dialac tại khu công nghiệp Biên Hòa 1. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục xét nghiệm diện rộng bổ sung theo đề nghị của Sở Y tế. Trong đó, ghi nhận 5 ca mắc cộng đồng tại thành phố Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu. Hiện còn gần 900 trường hợp test nhanh dương tính đang chờ kết quả khẳng định PCR. Cũng trong ngày 1 tháng 9, ngành y tế bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 đợt 7 cho hơn 12.000 người. Tất cả đều không ghi nhận tác dụng phụ. Lũy kế đến nay đã có gần 878.000 người trên địa bàn tỉnh được tiêm vaccine, trong đó gần 62.000 người đã tiêm đủ liều. Về an sinh xã hội, tỉnh đang tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo nghị quyết 68 của chính phủ. Đối với 1.600 tấn gạo do chính phủ hỗ trợ Đồng Nai, hầu hết các địa phương đã hoàn thành việc chuyển đến người dân bị khó khăn. Riêng thành phố Biên Hòa vẫn đang tiếp tục thực hiện do số lượng quá lớn. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ như dùng app, tổng đài để tiếp nhận ý kiến của người dân về khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ kịp thời. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo tỉnh và các địa phương bày tỏ lo ngại trước tình trạng xuất hiện các thông tin không chính xác trên mạng xã hội, đặc biệt là về việc vaccine gây tử vong. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đang nỗ lực điều tra, truy vết các ca mắc trong cộng đồng. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị các huyện, thành phố không được chủ quan sau khi đã thực hiện kế hoạch 9722 về xét nghiệm diện rộng, mà cần sớm xây dựng kế hoạch để thực hiện các bước tiếp theo. Kế hoạch này cần gửi đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để phản biện, góp ý. Các địa phương cần xác định, đánh giá nguồn lây đối với những ca mắc phát hiện trong cộng đồng, đặc biệt là ở vùng xanh. Sở Y tế cần xây dựng quy định chung về quy trình đảm bảo an toàn đối với một số nguồn lây có nguy cơ cao là cơ sở y tế, các điểm bán hàng và các lái xe luồng xanh. Tôi đề nghị anh Vũ xây dựng cho tôi cái quy định những cái nguồn có thể lây nhiễm trở lại chung nhất để quy định. Đi bệnh viện về, người bán hàng ở khu ấp, người đi xe luồng xanh. Bây giờ mình bao dây, mình bọc cho dân mình không được thì mình bọc cái ông luồng xanh lại. Đó, bằng cái đồ bảo hộ mình bọc ổng lại để khỏi lây cho dân mình ra. Anh bán hàng cũng thế. Tôi đề nghị là phải quy định cái này để chúng ta khóa chặt những cái nguồn lây mới giữ được, hy vọng giữ được phần nào cái nguồn xanh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện Nhân Trạch cần siết chặt việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn. Đến 15 tháng 9, nếu tình hình chưa cải thiện, tỉnh sẽ áp dụng các biện pháp ở mức độ cao hơn đối với địa phương này. Đối với việc đưa tin không chính xác trên mạng xã hội, cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm, yêu cầu các đối tượng vi phạm xin lỗi công khai. Các cơ quan báo đài cần thông tin đầy đủ về các trường hợp vi phạm. Sở Y tế xây dựng quy trình cho các doanh nghiệp về việc thay đổi người lao động thực hiện 3 tại chỗ. Trong đó, người đến, người đi và cả doanh nghiệp đều phải thuộc vùng xanh. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ đề nghị Ngân hàng Nhà nước đưa ra giải pháp khuyến khích thanh toán trực tuyến để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân. Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường năng lực cho các trạm y tế xã phường, trạm y tế lưu động. Điều này không chỉ đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19 mà còn có ý nghĩa lâu dài trong việc chăm sóc sức khỏe người dân. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các vùng xanh cần tránh tuyệt đối tâm lý chủ quan dẫn đến nguy cơ bị F0 xâm nhập. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ngành y tế và các địa phương tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm vaccine, nhưng lưu ý điểm tiêm chủng phải đảm bảo an toàn, không được trở thành nơi lây nhiễm F0. Tất cả các điểm tiêm chủng vaccine là phải có một người phụ trách chung. Người đó mà để ra lộn xộn là chịu trách nhiệm đấy. Để ra bị không đạt quy chuẩn là chịu trách nhiệm đấy. Người đó phụ trách chung hết. Dưới người đó có 3 người. Dưới người đó bao giờ phải có 3 người. Một người giữ gìn an ninh trật tự, khoảng cách giữa người với người, ngồi ở đâu, đứng xếp hàng như thế nào. Người thứ hai chịu trách nhiệm là nhập liệu, số liệu nhập liệu, giúp việc cho chuyên môn về nhập liệu, để nhập liệu tới đâu tiêm nhanh tới đó, nhập liệu đâu tiêm nhanh đó, tiêm xong là nhập liệu xong. Và cái thứ ba nữa là người phụ trách về chuyên môn là y bác sĩ, chỉ lo tiêm, quản lý thuốc men đủ chuẩn, tiêm đúng quy cách và kỹ
kiểm soát sao tiêm cho an toàn cho người dân. Đó, tôi đề nghị điểm tiêm chủng nào cũng có 4 người chịu trách nhiệm. Về an sinh xã hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu lãnh đạo các huyện, thành phố cần chỉ đạo các xã phường bám sát dân, hiểu rõ tình hình để chăm lo cho từng hộ dân một cách chính xác, không để ai bị đói. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cả hệ thống chính trị cần nỗ lực để đạt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước 15 tháng 9. Công tác tuyên truyền cần được tiếp tục đẩy mạnh để tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với công tác phòng chống dịch.